Xin kính chào quý vị và các bạn. Trên tay tôi là chiếc điện thoại Nokia H65. Đấy, đây là hộp Nokia H65. Gồm một chiếc điện thoại rất là bự và cục sạc và tai nghe. Sạc của chúng ta là sạc Nokia đầu nhỏ và tai nghe jack 3.5. Chiếc điện thoại Nokia H65 này với kích thước rất là lớn, chiều dài đến 17 cm, chiều ngang là 5 cm và dày 2 cm. Với kích thước lớn như vậy thì đầu tiên chúng ta có thể sử dụng để làm vũ khí để tấn công và tự vệ. Đó là một trong những chức năng rất là lợi hại của H65 mà hầu như trên thị trường chưa có dòng nào có thể so sánh được. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các chức năng khác của Nokia H65 này. Đây là với màu vàng, phiên bản màu vàng của Nokia H65. Nó rất là giống với màu của Nokia với vẻ ngoài được sơn bóng rất là sang trọng, vừa giúp giảm chống bụi bẩn và giúp cho máy của chúng ta luôn là sạch sẽ. Bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng bàn phím của Nokia H65 này. Thì bàn phím cũng thiết kế đơn giản nhưng mà được hỗ trợ thêm các phím tắt, gồm có phím chụp hình, phím nghe nhạc và phím đèn pin. Với những cái phím tắt như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng chụp hình bất cứ lúc nào để chụp lại những cái khoảnh khắc mà đọc hay là nghe nhạc, để nghe nhạc bất cứ lúc khi nào, mọi lúc mọi nơi. Đồng thời chúng ta có hệ thống phím chuyển đổi bài hát, play, pause và phím stop chơi nhạc ở ngay trên bàn phím này. Và phím đèn pin vô cùng tiện lợi để khi lỡ chúng ta có mất điện hoặc là đi ngoài trời vào ban đêm. Cũng giống như người tiền nhiệm của nó là Nokia K68 thì chiếc Nokia H65 này có được hỗ trợ cái loa rất là lớn với đường kính 3.5 cm, nghe lớn như loa thùng, hỗ trợ 2 sim 2 sóng online và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem các chức năng của Nokia H65 với cờ chữ khá là lớn, cùng với nhiều tính năng như nghe nhạc, quay phim, chụp hình. Đó là các tính năng cơ bản. Và ngoài ra nó còn có khả năng nghe FM không cần tai nghe, chức năng Bluetooth, ghi âm, đèn pin, lướt Facebook, lên trình duyệt Sky, Yahoo, Twitter. Chúng ta phải xem cái anten. Để đây là với anten này thì Nokia H65 chúng ta nghe FM không cần tai nghe. Chúng ta tìm kiếm FM. FM radio. Và chiếc điện thoại nó sẽ tự dò đài. Mới lúc khởi động, Nokia H65 sẽ dò khá lâu, nhưng mà khi dò xong rồi chúng ta chỉ cần chuyển đổi qua lại là bấm phím hướng qua trái qua phải để chọn kênh. Bây giờ đèn pin thì chúng ta chỉ cần bấm giữ. Nokia H65 này nó có 3 phiên bản với 3 màu khác nhau, là chúng ta có màu đen, chính là chiếc trên tay tôi đang cầm, một màu đen huyền bí, và màu vàng rất là sang trọng. Đấy, đây là chiếc Nokia H65 màu vàng.
Và phiên bản kế tiếp đó là H65 màu bạc. Nó rất là sang trọng.